lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát xa lìa bát nhã ba la mật đa giả sử trải qua hằng hà xa số đại kiếp bố thí cúng dường ngôi báu phật pháp tăng thì này thiện hiện theo ý ông thì sao đại bồ tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều phước ấy vô số vô lượng vô biên phật dạy này thiện hiện nếu đại bồ tát nương vào bát nhã ba la mật đa đa sâu xa, trải qua một ngày một đêm như lời dạy mà tu học, thì công đức đạt được còn nhiều hơn công đức kia. Vì sao? Này thiện hiện, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa là cỗ xe của các đại Bồ Tát ấy cưỡi lên cỗ xe này, mau đến quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa bát nhã ba la mật đa, giả sử trải qua hằng hà xa số đại kiếp, cung kính cúng dường dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán, độc giác Bồ Tát và chư như lai ứng tránh đẳng giác, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? hiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều phước ấy vô số vô lượng vô biên phật dạy này thiện hiện nếu đại bồ tát nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa trải qua một ngày một đêm như lời dạy mà tu học thì công đức đạt được hơn công đức kia rất nhiều vì sao này thiện hiện vì chư đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa vượt qua địa vị thanh văn và độc giác mau nhập tránh tánh ly xanh của bồ tát lại có khả năng tu hành các hạnh bồ tát mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện nếu Đại Bồ Tát xa lìa bát nhã ba la mật đa, giả sử trải qua hằng hà xa số đại kiếp, tinh cần tu học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, thì này thiện hiện theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước ấy vô số vô lượng vô biên. Phật dạy, này thiện thiện hiện nếu Đại Bồ Tát ấy nương vào lời dạy của bát nhã ba la mật đa sâu xa mà an trụ trải qua một ngày một đêm tinh cần tu học, bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa thì công đức đạt được hơn công đức kia rất nhiều. Vì sao này thiện hiện? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa là mẹ các Đại Bồ Tát vì sao vì bát nhã ba la mật đa sâu xa có khả năng sanh ra chúng đại bồ tát tất cả chúng đại bồ tát nương vào bát nhã ba la mật đa mau chóng viên mãn tất cả phật pháp